hàng năm cha mẹ Đức Giêsu chạy hội đến Jerusalem mừng lễ vượt qua. Khi người được 12 tuổi, cả gia đình cùng lên đền như người ta thường làm trong ngày lễ. Sau kỳ lễ hai ông bà trở về, còn đòi bé Giêsu thì ở lại Jerusalem mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ thành, nên sau một ngày đường mới tìm kiếm giúp đỡ bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Jerusalem mà tìm. Sau 3 ngày, hai ông bà mới tìm thấy trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy dạy. Vừa nghe họ vừa đặt câu hỏi, ai nghe cậu nói có ngạc nhiên về sự thông minh và lời nói hết hồn thật. Xin chớ để chúng con xa chúng con dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.